Đây chắc chắn sẽ là một trong những slide PowerPoint bài giảng về hóa học sở hữu vẻ đẹp trực quan, sáng tạo và sống động nhất mà bạn từng được chứng kiến. Hóa học vốn vẫn được coi là một nỗi ám ảnh không hề nhẹ đối với rất nhiều bạn học sinh, kể cả chính bản thân mình ngày xưa. Và rồi khi bước chân vào ngành giáo dục đào tạo, mình mới chợt nhận ra thực chất không có một môn học nào là khô khan, khó hiểu hay nhàm chán. Yếu tố quyết định tất cả chính là cách truyền đạt của chúng ta, những người giảng viên, thầy cô giáo liệu đã đủ hấp dẫn, hiệu quả và đánh thức được sự hứng thú, niềm đam mê từ các em học sinh hay chưa. Đặc biệt là khi các bạn trẻ ngày nay được tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm và đã quá quen với những hình ảnh đồ họa hiện đại sinh động. Vậy nên những slide PowerPoint bài giảng thì toàn chữ là chữ thì sẽ không đủ tạo động lực để các em say sưa theo dõi nữa. Thấu hiểu được nỗi niềm và nhu cầu bức thiết này, NiceSlide đã dồn toàn bộ tâm huyết và trí lực để xây dựng hơn 500 video bài giảng thiết kế PowerPoint sáng tạo tại NiceSlide.com. Với giáo án đào tạo toàn diện từ khâu tìm kiếm tận dụng kho hình ảnh minh họa khổng lồ cho đến học phần xử lý nội dung chữ phức tạp, xây dựng bố cục đa dạng, phá cách, phối màu chuyên nghiệp hiệu quả và thiết lập animation hiệu ứng chuyển động nâng cao kết hợp với bộ tools NiceSlide độc quyền giúp tự động hóa quá trình thiết kế, mình tin rằng khóa học PowerPoint online tại NiceSlide.com sẽ giúp chúng ta khai phóng toàn bộ sức mạnh thiết kế tuyệt vời của PowerPoint đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Slide PowerPoint đẹp hoàn hảo sẽ không chỉ là cánh tay phải giúp bài giảng, bài thuyết trình của chúng ta trở nên chuyên nghiệp cuốn hút hơn, mà đó còn chính là bệ phóng nâng tầm hình ảnh, vị thế và khẳng định chuyên môn thực lực của người giảng viên. Hơn thế nữa, từ mọi ngõ ngách của đời sống bây giờ cho đến môi trường giáo dục hiện tại đang ngày càng trở nên tự động hóa với trí thông minh nhân tạo, điển hình như ChatGPT. Vậy thì cảm xúc và trải nghiệm trên lớp học truyền thống của các em học sinh sẽ càng phải là yếu tố được chú trọng và ưu tiên hàng đầu. Hãy để NiceSlide.com được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục các dấu ấn cột mốc thành công trong sự nghiệp với những slide PowerPoint thuyết trình toàn mỹ.